Nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ, sức mạnh tập thể, thúc đẩy cán bộ chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiều nay Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã sinh hoạt dân chủ và đối thoại với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Lữ đoàn 434 và Lữ đoàn 71. Tại buổi đối thoại, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ kiến nghị quân đoàn tiếp tục tạo điều kiện đảm bảo tốt trang bị, cơ sở vật chất, doanh trại phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, đồng thời đảm bảo một số chế độ chính sách như nhà ở công vụ cho gia đình quân nhân, đời sống, sức khỏe, bộ đội. Lãnh đạo quân đoàn 4 kịp thời giải quyết thỏa đáng các vấn đề cá nhân và đơn vị quan tâm, đảm bảo mọi quyền lợi chính đáng cho cán bộ, chiến sĩ, đơn vị.